Hi, xin chào tất cả các bạn đến video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ đi bắt hai cặp Nemo về ha. Cá hiện đang gửi Bình Dương gửi về cho mình đó. Rồi mình đi nhận. Rồi các bạn theo chân mình đi nhận hai cặp cá Nemo ha. Rồi mình có tới xe bến xe bắt cơ các bạn. Mình sẽ vô nhận cá ha. Cá từ Bình Dương gửi về cho mình. Mình sẽ vô nhận hai cặp Nemo về mình ép để tặng các bạn đây. Rồi bắt đầu mình vô nhận cá ha. Rồi mình đã nhận thùng cá rồi đấy các bạn ơi. Mình che số điện thoại lên ha. Đây, người nhận Nguyễn Đình Chí là tôi. Dưới đây là hàng cá cảnh nè, thủy sinh ha. Tại nó để thủy sinh chứ đây là hai cặp Nemo ha. Hai cặp cá Nemo, bây giờ mình ép cho, tặng cho các bạn đó. Các bạn đăng ký nhanh nhanh giùm mình đi, bắt đầu ép cá thì mình sẽ tặng cho các bạn ha. Rồi về tới nhà đi rồi mình thui khui ra cho các bạn xem cá luôn ha. Rồi hàng về tới nhà các bạn ơi. Đây, xin phép mình che số điện thoại mình lại nha. Rồi khui thùng đây. Cái gì đây? Đó. Các bạn thấy không? Mình nói là mình làm Nemo bỏ gà không? Đây là con cá trống ha, một con Nemo. Mua tới hai cặp nữa. Chị cá này mình hứa rồi đó, mình ép ra mình tặng đó, tặng cho các bạn. Đây là con cá máy nè. Con dòng Nemo luôn ha. Rồi mình lấy hết cho các bạn xem. Đây một con trống nữa. Con gì đây? Cá máy. Buồn rồi các bạn ơi, lặt hết con rồi. Hai con lặt hết con rồi nè. Để lấy ra hết thử coi. Đây, con này mua máy là đủ hai cặp rồi ha. Đó. Đây nó bán mình hai cặp rồi, nó tặng thêm con cá trống nha các bạn. Nãy thấy còn sống rồi, con cá trống nó đá nó bán chết ngắt luôn rồi. Này nó tặng mình cặp cá fancy rồi, đá chết ngắt cá máy rồi. Cái trống này mới chết, quá ổn đi các bạn, quá ổn. Rồi bắt đầu mình vô keo ha, vô keo thấy nó rõ hơn. Rồi các bạn đi xem mình bỏ cá vô keo ha. Hớt đi, cái keo hớt nhau màu. Rồi, bỏ thức ăn vô chi nữa. Mình nhậu nữa con.
Rồi bắt đầu mình quay cho các bạn xem nha. Đây một con trống Nemo. Thì mình hứa là mình làm là mình bắt hai cặp năm ngon luôn, hai con trống, ủa ba con trống với hai con mái. Ba con này trị giá 1 triệu nha các bạn. Ủa năm con này, năm con này trị giá 1 triệu đúng luôn á. Đây thì cá mình ép ra là mình tặng cho các bạn đó, thì các bạn nhớ đăng ký kênh mình tới 10.000 subscribe là mình sẽ tặng cá liền. Thì mấy con cá này mình bắt về là mình đã ép ra đây để tặng cho các bạn nè. Các bạn đăng ký nhanh nhanh ra đi rồi mình tặng. Đó các bạn thấy sao, cá coi được không? Mình thì thấy vừa bụng lắm đó. Đây trống Nemo. Đây con trống Nemo. Đây là con mái ha. Mái này chắc có trứng rồi. Bụng hơi to nè. Mái nó ép liền được rồi đó. Đây con mái đó nè. Mái Nemo. Cũng có trứng luôn ha. Cá là mình ép được luôn rồi ha. Nhưng mà mình phải nuôi ổn định vài ngày mình mới ép ha. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nên nhanh nhanh lên đủ 10.000 subscribe mình cho tặng cá liền. Thì tới đó là cá mình ép ra nó lớn rồi đó, mình sẽ tặng. Thôi video mình tới đây kết thúc ha. Hẹn các bạn lại video kế tiếp. Bye tất cả các bạn.